Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay tại Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề vai trò của Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị. Tham gia hội thảo, các đại biểu là đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp của các địa phương, các chuyên gia kinh tế đô thị, chủ nhiệm các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng đã góp ý nhiều nội dung liên quan đến việc xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị, tạo chuỗi giá trị vùng trong bối cảnh hội nhập mới. Tại Đà Nẵng nói riêng, nông nghiệp đô thị đang chuyển dịch cơ cấu nhanh với hàng loạt mô hình đặc thù được triển khai như mô hình điểm vườn hoa trong thành phố tại 7 quận huyện. Các mô hình trồng nấm hữu cơ và dược liệu công nghệ cao đã giải quyết việc làm cho 550 lao động. Qua hội thảo cũng là dịp để các ngành chuyên trách đánh giá lại định hướng phát triển nông nghiệp của từng vùng, từng địa phương, giải quyết những khó khăn thách thức mới trong thời đại cách mạng số và nông dân 4.0, tạo tiền đề phát triển nông nghiệp đô thị bền vững, hài hòa, gắn với giá trị kinh tế cao.